nay, Chuyện Đó Chuyện Đây xin được gửi đến quý khán giả một chủ đề đặc biệt, đó là tìm hiểu về can đinh chỉ thuật toán và cùng đón xem hai nhân vật của chúng ta có hoàn thành thử thách mà chương trình giao không nhé. Lực hơn thi đại học nhiều. Hôm nay mình làm chương trình gì? Thì bữa nay làm chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây liên quan gì tính toán? Sao không liên quan? Em nói dẫn anh đi coi nhân vật làm tranh đinh chỉ bằng thuật toán. Bằng thuật toán là mình phải ôm tập toán, hiểu không? Để mình biết cách nói chuyện với người ta. Anh ơi, cái thuật toán là một cái phần mềm để làm ra cái khung tranh nha, chứ không phải là mình cần học toán mình mới làm tranh được. Ủa? Nói vậy là em biết không? Không luôn. Em chỉ biết là cái người làm tranh cực kỳ giỏi toán và sử dụng thuật toán làm ra tranh thôi. Ai mà không biết điều đó? Mà bây giờ anh với em không ai biết trơn rồi, đi gặp người ta là sao nói chuyện trời. Quý vị ơi, tranh đinh chỉ thuật toán nghe lạ lắm phải không? Dính dáng toán học nhức đầu quá phải không? Vậy mà làm ra tranh đẹp lắm luôn á. Quý vị hãy cùng theo dõi Minh Dự và Hữu Đăng đến với tập phát sóng ngày hôm nay Chuyện Đó Chuyện Đây nha. Giờ anh Mạnh có thể giới thiệu thông tin một chút cho quý vị khán giả đang xem đài biết được không? Em tên là Lê Văn Mạnh. Dạ. Hiện nay em sống ở quận Tân Phú. Dạ. Và nghề nghiệp em là đây, tranh đinh chỉ. Dạ. Anh Mạnh ơi, cái tranh đinh chỉ thuật toán này đó thì anh vẽ bằng cái cách nào? Thì vẽ nó chính bằng chỉ. Wow. Ủa mà sao em thấy tận tầng lớp lớp luôn á? Dạ vâng, đúng rồi. Nó là các sợi chỉ đi qua đi lại qua cây đinh. Ủa rồi, những sợi chỉ đi qua đi lại bằng đinh. Qua những cây đinh. Đi qua những cây đinh. Vâng. Nhưng mà anh làm bằng tay hay là do một cái máy móc hay là cái phần mềm nào? Tất cả đóng đinh đến quấn chỉ là em làm bằng tay hết, thủ công. Bằng tay hết luôn? Từ khi biết đến khi hoàn thành những tác phẩm như bây giờ thì em mất gần 1 năm. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái bức tranh đầu tiên mà anh làm là mất bao lâu? Mất phải 3 đến 4 ngày á. Bức tranh đầu tiên là 3 tới 4 ngày thôi. Dạ vâng. 3 4 ngày mà tự mình tính được những cái điểm này rồi xong mình tự mình làm thành bức tranh luôn. Dạ vâng. Eo ôi. Sao hay vậy? Anh biết sao không? Biểu cảm của anh Hữu Đăng như không? Tại vì em sờ vô em thấy chi chít chỉ mà nội cái vị trí để đóng đinh để mình đi cho ra cái bức chân dung cũng đã khó rồi. Dạ vâng. Anh dùng thuật toán nữa thì em luôn nghĩ cái gì đầu tiên nó phải là cái khó và tốn thời gian nhiều nhất, suy nghĩ nhiều nhất. Mà nói 3 tới 4 ngày là em hết hồn liền luôn. Các tác phẩm của Mạnh chủ yếu phác họa chân dung hoặc cận cảnh khuôn mặt của con người. Vì vậy, vấn đề khó khăn nhất đối với anh chính là việc khách thường gửi ảnh không đạt chất lượng hoặc hình ảnh có nhiều chi tiết và bối cảnh xung quanh. Vì vậy, để tạo ra một bức tranh đẹp, Mạnh phải xử lý các bức ảnh thông qua phần mềm chỉnh sửa để đảm bảo hình ảnh sắc nét và chất lượng. Sau đó, anh sẽ đưa ảnh vào một phần mềm chuyên dụng và nhờ máy tính mã hóa các điểm ảnh thành các con số. Anh Mạnh, em thấy nó quá phức tạp cho một bức tranh đi. Để thành phẩm thì anh cần những bước nào? Có 3 bước chính. Bước thứ nhất là mình đóng đinh trên cái khung gỗ này. Dạ. Yeah. Bước thứ hai là đánh điểm. Tại vì mỗi cái đinh là tượng trưng cho một số. Dạ. Yeah. Đây là số 1, đây là số 5, số 10, đây. Dạ. Yeah. Rồi lần lượt là đến 200. Ví dụ bức tranh này 200 đinh thì có 200 số. Dạ. Yeah. Bước thứ ba là cuốn chỉ theo các cái dãy số này. Dạ. Yeah. Là thuật toán làm cho mình các bước cuốn chỉ. Đúng rồi, ra ra cái số này. Dạ. Yeah. Là cái số ví dụ như số 200 này là tùy thuộc vào kích cỡ của bức tranh hay là sao? Tùy thuộc theo cái khung mình là bao nhiêu đinh. Mạnh có nghĩ một ngày nào đó mình sẽ làm thầy không? Tức là thầy truyền đạt lại cái bộ môn này nè, hoặc là thầy giải toán. Thấy toán giỏi mà làm cái này cũng giỏi nữa. Tức là dạy được hai bộ môn luôn á. Em thì mong muốn là sẽ lan tỏa với môn nghệ thuật này đến cho tất cả mọi người thôi. 81. 81. Ở đây nè. Đó. Rồi 57. Tí lộn. Ê, đúng rồi. 23. Trời ơi, lộn dễ căng lắm á. Vậy 23 nó sụt xuống rồi. Rồi mình vòng qua một bên hả hả? À, anh Mạnh. À, 23 à? Dạ. Đây, 23. Anh cứ kéo xuống. Đây là mình dẫn một vòng qua rồi, nó. Đúng rồi. Đây vẫn là người review đồng hồ này. Đấy, nhấn vào xuống. Anh Đằng thử làm rồi anh dự đọc ha. Ờ, làm đọc đi. Trời ơi. Đây. Trả thù quá. Ai bảo thần tượng anh dự làm chi? 156 rồi. 196 chứ. 196 rồi. 152, 125, 163, 123, 125, 126. 152, 125, 163, 123, 125, 126. 152, 125, 125. Dấp quá, dấp. Thầy cả Lâm á. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5 lận. Cái này cả Lâm là không lận luôn á. Nhưng mà cái này em có tính độ sai số rồi. Mà 1, 6.
ba. Ví dụ đất thì sao? Đất thì mình nối lại được. À, mình nói liền với nó luôn được hả? Ví dụ như số nào mình cũng bị đất hết thì sao? Số nào mình cũng bị đất hết. Mình đừng có nên làm môn này nữa. Nhưng chỉ này là chắc lắm, nó không dễ đứt đâu. Sao sao, cảm giác sao? Đuối nha. Đuối à? Mệt nha. Phải nói càng làm càng nể anh Mạnh nha. Tâm sự thiệt với anh Hữu Đằng với là anh Mạnh luôn là quá cực anh Mạnh ơi. Với là quý vị khán giả ơi, làm thử rồi mới biết. Một bỏ tiền ra mua một bức tranh này về mấy triệu bạc hay là cả chục triệu cũng xứng đáng quý vị. Tại cái công sức làm bằng tay, mà đã làm bằng tay là mồ hôi nước mắt. Đó, coi như là đồng ý là sau cái phần mềm đó là ra thuật ra những cái thuật số, thuật toán đóng đinh vô khung hết rồi. Nhưng mà cái giai đoạn mà dùng tay mình quấn chỉ nè, cực kỳ mệt quý vị. Đòi hỏi sự tập trung cao độ, chắc chắn tập trung. Không tập trung không làm được. Ngoài tập trung xong rồi còn kiên nhẫn nữa. Tập trung hồi quạo chứ. Không kiên nhẫn là phải bỏ ngay là xé luôn, không làm nữa rồi sao. Tập trung, kiên nhẫn, khéo léo nữa. Nể em Mạnh thiệt. Trời ơi. Dạ. Cảm ơn. Rất độc đáo và mới lạ phải không quý vị? Cảm ơn anh Mạnh đã tham gia chương trình và chia sẻ những thông tin hữu ích nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ một nhân vật tiếp theo nha. Đây cũng là một người trẻ có sự sáng tạo tuyệt vời và cũng khá nổi tiếng ở cộng đồng mạng. Hãy cùng Kim Đào gặp gỡ nhân vật này nào quý vị. Cảm đi xe không có thắng. Đó. Không có thắng mà dám chạy. Thắng bằng cái giò không nè, riết cái dài nó mòn. Không có thắng bằng giò, riết cái giò nó mòn. Chiều cao nó giảm xuống, hiểu không? Cảm nghe bữa nay hơi trễ. Cái bánh răng dự dặn tôi đi nè. Ờ. Đâu? Cái này nè, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó là cái bánh nè đó, bánh răng nè. Làm mất mọi người không tin không? Được không? Đẹp đàng hoàng nha. Rồi. Bây giờ không tin phải không? Ừ. Vậy thì xin mời quý vị khán giả cùng theo Minh Dự và Kim Đào đi gặp một vị chủ nhân của những tác phẩm nghệ thuật làm từ những cái vật cơ khí như vậy nè. Xin mời mọi người. Thấy chưa, nhìn sơ qua cái chỗ làm của ảnh thôi là thấy là bao nhiêu là cái vật làm từ cơ khí rồi đó. Ôi, hay quá nè. Ôi, có cái đàn nè anh, xuất sắc luôn á. Làm bằng bánh răng hồi nãy nè. Rồi cái đàn đâu? Nè 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 rồi. Anh, cái này mình đàn lên âm thanh được như bình thường không? Cái đàn này là mình làm để phục vụ decor trang trí thôi. À, trưng bày rồi. Decor trang trí cho đẹp. À, một cái tác phẩm như vậy nè, ví dụ cái đàn anh thấy em hỏi liền là mình làm bao nhiêu mới ra? Mình làm tầm khoảng 4-5 ngày luôn á. 4-5 ngày? Khá kỳ công. Ôi, em nhìn em tưởng nó là 4-5 tháng á. Đúng rồi, khó quá. 4-5 ngày. Vâng, nhưng mà trước tiên thì em muốn anh giới thiệu một chút về bản thân cho quý vị khán giả biết được không? À, anh tên là Nguyễn Tuấn Anh, năm nay anh 35 tuổi rồi. Và cái công việc của anh là bây giờ là công việc chính là decor những cái mô hình cơ khí như vậy. À, dạ, cho em hỏi là từ cái cơ duyên nào mà bắt đầu từ cái việc cơ khí mà anh sáng tạo ra những cái vật phẩm decor như vậy? À, thì anh bán duyên với công việc decor cơ khí này là do lúc còn nhỏ thì mình hay đam mê mấy cái đồ chế tạo mà độc lạ rồi. Thì sau này lúc mà mình đi làm á, bản thân anh là một người rất là đam mê xe nữa. Cũng yêu thích mấy cái đồ chế tạo nữa và độc lạ, thì đó là cơ duyên anh làm trong cái lĩnh vực tiên phong như vậy. Anh, cái máy này là máy gì vậy anh? À, cái máy này là cái anh mô phỏng là cái bộ máy được bộ lọc hồ cơ đó em. À, trời ơi. Ủa, là tất cả những cái bộ phận của cái máy này đều là từ xe máy hay là? Không, cái tầm 50% thôi. Còn nhiều chi tiết của bộ linh kiện của ô tô nè em, của ghe tàu, rồi máy cắt cỏ, rồi quạt tùm lum hết á. Dạ anh, khi mà mình làm cái máy này á, là anh tự anh nghĩ ra rồi anh thiết kế rồi anh chào với khách hàng hay là khách hàng đặt anh? À, cái này là khách hàng bên mình. Dạ. Đã đặt ý tưởng với anh để dạ, chân một cái đồng hồ mà mô phỏng lại á, ở ngay cái quầy lễ tân của khách sạn rất là lớn. Thì đó, từ ý tưởng đó thì mình làm ra một cái đồng hồ nó bự như vậy mà có rất là nhiều chuyển động.
nhìn nó rất là máy móc. Anh nhắc cái sự chuyển động mới thấy là nó vận hành như là một cái đồng hồ bình thường. Khi mà mình tháo cái mặt sau ra đó mình thấy đó. Vậy thì gồm những cái động cơ nào mà để nó hoạt động bình thường như một cái đồng hồ vậy anh? Nó hoạt động qua rất là nhiều cái linh kiện nó ghép nối với nhau. Và cái động cơ chính đó là từ một cái động cơ giảm tốc của em. Để mình nó liên kết với những cái bánh răng xe rồi nó chuyển động qua tất cả. Một tác phẩm cơ khí nghệ thuật thường gồm hai phần, tĩnh và động. Khi đặt bánh răng kế bên một tay biên, chúng phải có mối liên kết để tạo nên chuyển động. Các chạy nhiệt, bình xăng, ốc, vít là những chi tiết tĩnh kèm theo để tạo nên một tác phẩm tổng thể đẹp về phần hình, khoa học về cách sắp đặt, cách phối màu cho linh kiện và đính vào tác phẩm thực hiện theo bí quyết riêng của Tuấn Anh. Một lớp sơn phủ bóng bảo vệ cuối cùng hoàn tất quá trình chế tạo một tác phẩm để co cơ khí mất vài ngày, có khi vài tháng. Vậy thì nếu một cái tác phẩm kỳ công như vậy nè mà nhìn rất thực tế nữa với cái sự chuyển động này thì cái trị giá để mà người ta muốn mang về decor là bao nhiêu? Cái đồng hồ này anh làm là tầm khoảng 100 triệu. Wow! 100 triệu. Là nếu có người muốn mua về. Cái này là người ta đã mua rồi. Thì thật sự nếu mà mình muốn mua thì mình phải có một cái nhà hoặc là một cái chỗ để nó xứng đáng nữa. Mà muốn đặt cái này nó đẹp thì cái chỗ mà mình chân nó phải có kích thước phù hợp và cái nội thất và không gian nó phải phù hợp mới đẹp. The next day. Ê, làm gì ngồi được ra đèn? Mê quá. Thế anh làm nhìn say mê luôn á. Ngồi đây nhìn ngắm thầy mình ngồi làm quá trời làm luôn. Kiểu này bị đuổi chắc ai nhận vô học. Thôi kìa, thầy cũng gần làm xong rồi. Thầy xong chưa thầy? Rồi xong hoàn thiện rồi hai em. Dạ, xong rồi đó. Dạ. Vậy là lại gần được đó rồi. Xem rồi đó. Thôi ngồi cầm cái nón đeo bô tai dữ dội quá vậy. Mà đâu có làm được cái gì. Ngồi ngắm không à. Thôi giờ cầm nè. Nể anh thiệt luôn. Và em mong là anh thiệt là nhiều sức khỏe để cái đầu luôn tràn đầy trí tưởng tượng và sáng tạo để làm bên em. Chương trình mến chúc anh Tuấn Anh thật nhiều sức khỏe và luôn có nhiều ý tưởng mới lạ. Sản phẩm của anh sẽ được nhiều người ủng hộ nhé. Và ngay bây giờ, hãy cùng đến với nhân vật cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Một bạn trẻ với những bức tranh từ nút áo rất độc đáo. Cùng đón xem nhé quý vị. Quý vị ơi, Minh Dự đã dắt Kim Đào tới cái nơi cư ngụ của chủ nhân của những bức tranh làm bằng nút, anh Quý Thành. Chào Dự, dạ. Chào Đào. Chào Thành. Kim Đào sẽ đồng hành cùng Dự ngày hôm nay. Thành có thể giới thiệu về bản thân để Kim Đào cũng như quý vị khán giả biết thêm về Thành được không? Thì xin giới thiệu thì mình tên là Nguyễn Phúc Quý Thành. Mình 28 tuổi. Thì công việc trước đây của mình là kỹ sư hóa học. Giữa cái việc mà kỹ sư hóa học với lại cái bức tranh làm bằng nút áo thì nó có sự liên kết nữa không mà mình chuyển hướng sang cái này? Thứ nhất là cái ngành này nguy hiểm. Thứ hai là ngành này là kiểu như là nó trong khuôn khổ quá. Rồi sau đó là em chợt ngồi trong mini top với bạn em buổi trưa thì em thấy cầm điện thoại em thấy người ta làm tranh bằng nút áo. Tại người ta chỉ nêu cái ý tưởng nút áo cũng có thể làm nên bức tranh. Và em thấy nước ngoài người ta cũng có làm. Em nghĩ là ngành này Việt Nam chưa ai làm. Mình nút áo, vỏ dây điện hay đồ nhựa là đại diện cho nhựa hết. Thì mình nghĩ là lấy một cái thứ gây hại cho môi trường mà làm nên những cái tác phẩm nghệ thuật đẹp thì nó quá tuyệt vời. Sau đó là em sáng tạo nên nhiều tác phẩm của riêng em. Trong 2 năm em làm cũng không ai quan tâm, đăng lên Facebook cũng không ai quan tâm, toàn là nhận những cái lời chế giễu với chơi cười không. Thì khi mà mùa dịch đó em làm những cái bức tranh cổ động phòng chống dịch thì truyền thông tìm tới. Đó, rồi dần dần cũng nhiều người biết đến em. Có thể thứ nhất là tạo ra những cái tác phẩm đẹp, thứ hai là có thể tuyên truyền. Thì em làm ra cái dòng tranh cổ động về Covid-19, em tặng cho các bệnh viện và lãnh sứ quán. Em rất vui vì nói chung là em nghĩ là cứ cố không bao giờ từ bỏ thì sẽ một ngày sẽ được mọi người công nhận. Cái quan niệm sống của em là dù sống mình cũng có thể thất bại, cũng có thể thành công, nhưng mà tuyệt đối mình đừng có sống nhạt nhòa. Cho nên em muốn có một cái gì đó dấu ấn riêng của em. Ba mẹ lúc nào hoặc từ hồi nhỏ lúc động đốc của con ráng học người lớn làm giám đốc, làm kỹ sư như con, làm trưởng phòng như con, ký chữ ký mấy trăm triệu, mấy chục triệu như con, tâm lý chung
Nhưng mà hiếm cha mẹ này hiểu được con mình chỉ thăng hoa trên cái đam mê thôi. Đúng rồi. Đó, cho nên vấn đề này cũng là vấn đề chung thôi Thành, không sao hết. Mà cho vừa hỏi, để ba mẹ an tâm thì tới giờ Thành đã tạo những niềm tin nào từ những sản phẩm của mình? Thứ nhất là Thành làm cho cộng đồng, thứ hai Thành cũng làm để bán, để làm kinh tế. Và ở đây nè, đây, người dơi Batman. Đó. Vậy thì cho dự hỏi là ngoài những nhân vật hoạt hình này ra trong phim ra thì Thành còn làm tranh từ nút áo với những cái thể loại tranh nào? Cái bức mà tranh cổ động phòng chống dịch Covid-19. Như là bức này là sử dụng nút like và nút enter đúng đắn trong mùa dịch để cổ động mọi người. Còn đây là phòng chống dịch Covid-19. Thường thường thì một bức tranh của mình như vậy thì Thành mất khoảng là bao lâu mới hoàn thành được? Thì những bức nhỏ nhỏ như vậy thì cỡ trong một ngày, nếu mà cứ cặm cụi cứ làm trong một ngày. Vậy là mình trước những cái bước đầu tiên của khi mà mình làm tranh là như thế nào? Mình có vẽ trước hay là cái gì không? Hay là mình chỉ nhìn vào cái trực quan của mình đính vô thôi? Những bước đầu tiên của Thành làm là ban đầu là mình chọn cái nền, sau đó là mình phải nghĩ trong đầu là có loại nút nào để hợp cái nền đó. Rồi sau đó là một là mình vẽ phác thảo bằng tay, hai là nếu mà mình cũng có thể photo. Hiện tại thì Thành cũng có thương hiệu, Thành cũng bán online, còn nhà Thành là kiểu như shop online. Mai mốt Thành nghĩ là sẽ mở cái tiệm cà phê thiết kế bàn ghế bằng vật liệu nhựa bằng nút, rồi treo tranh bằng nút áo vật liệu nhựa. Ôi biết bao giờ con mới làm xong việc. Nhanh đi. Lửa màu nào ra màu đó. Nó chỉ gồm 98 màu cơ bản thôi. Trời đất ơi, xong mới được đi trải hội đó. Chỉ cần những cái màu cơ bản vậy thôi. Màu cơ bản là màu gì? Màu cơ bản hả? Là mình làm tranh nha Thành nha. Rồi, có màu đen nha. Ôi, tao thích là giống như Đà Lạt vậy. Có hồng được không? Mày có mấy cái nút màu hồng có hồng có. Thì tùy mình, cái này sáng tạo mà vô giới hạn. Bởi vậy tao thích sáng tạo theo cách riêng của mình. Ê dự, làm xong cái cây cái mình làm hai đứa đứng dưới cây là hai đứa mình. Bắt. Tới sáng mà. Không, dự làm mình dự. Dự không thích ngắm cảnh chung với Đà. Đó chứ là làm đào đuốc còn te trên cành cây á. Làm đào thành công chúa của công rừng nha. Có hoàng tử không? Không. Đây. Tên 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 tên. Một cái này gọi là cây gì vậy Thành? Đây là một cái thân cây. Thân cây mà coi bộ cây này cũng lớn à. Phải lâu năm à. Mình kêu là đại thụ đi. Cái tán cây mới xum xuê vậy đó. Đó, mỗi bức tranh là biết bao nhiêu công sức và cái trí tưởng tượng dồi dào lắm quý vị. Nó có ý nghĩa riêng của nó. Phải là bỏ rất là nhiều thời gian, tâm trí vào trong này. Thì cũng như Thành hồi nãy chia sẻ đó, thì đến hiện tại bây giờ gia đình vẫn chưa có ủng hộ việc làm tranh nút của Thành. Thì qua chương trình hôm nay nè, Thành muốn nhắn gửi gì đến với gia đình của mình hay không? Thì Thành nghĩ là Thành sẽ dùng năng lực và khả năng của Thành và sẽ cố gắng hết sức để tạo ra các tác phẩm đẹp, để lan truyền những điều tích cực, truyền cảm hứng đến với cộng đồng và mọi người. Thì Thành nghĩ là cái chân thành của đó thì một ngày nào đó gia đình sẽ hiểu, bạn bè sẽ hiểu. Dạ quý vị ơi, mỗi người một sở thích, mỗi người một đam mê. Và Dự thấy là cái sự thành công và thăng hoa đó chỉ xuất hiện khi mình làm đúng với đam mê của mình. Và Dự mong rằng một thời gian tới, nhìn những tác phẩm công sức, tâm huyết, mồ hôi, nước mắt mình làm ra, nó vừa mang tính giải trí, vừa mang ý nghĩa trong cuộc sống, thì ba mẹ và gia đình của Thành cũng sẽ thông cảm và bắt đầu cởi mở hơn với cái tài năng của con trai mình. Dạ, xin chúc cho Thành thật nhiều sức khỏe, luôn luôn sáng tạo giỏi, nhiều trí tưởng tượng để mà mình làm ra những cái bức tranh mới hơn, lạ hơn và đáp ứng với những cái nhu cầu giải trí trong cuộc sống nha. Cảm ơn Dự, cảm ơn Đạt. Minh Dự rất cảm ơn Quý Thành đã dành thời gian để chia sẻ về những tác phẩm nghệ thuật của mình. Quý vị khán giả ơi, hãy cùng Minh Dự và Kim Đào theo dõi chương trình Chuyện đó chuyện đây phát sóng lúc 19 giờ trên kênh HTV7 thứ bảy hàng tuần nha.